Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh channel của 18Carat. Hôm nay mình sẽ mang tới cho anh em ba cây máy Virtu Signature S. Điểm chung của ba cây máy này là form V design huyền thoại của Virtu, nhưng có ba kiểu mic thiết kế khác nhau. Cái đầu tiên chính là cây Virtu Signature S thép. Kiểu thiết kế trên cây máy này chính là sự đơn giản cơ bản nhất của dòng Signature S. Tông màu đen mạnh mẽ với một lắp lưng là bằng da B ở dãy núi Alpen của Pháp, và với chất liệu hoàn hảo, đây chính là một đặc điểm nổi bật nhất trên cây máy này. Tiếp theo sau đó chính là cây Virtu Signature S điểm vàng hồng. Trên cây máy này nó mang cho mình một chiếc áo vô cùng rực rỡ với các chi tiết như viền thép được đánh bóng trông rất giống và vàng trắng. Mặt lưng của nó được làm bằng gốm ceramic, cũng là một trong những chất liệu cao cấp thường dùng cho các sản phẩm cao cấp nhất trên thế giới. Và một chi tiết nữa đó là viền light quanh loa mic, các phím bấm hay những con ốc đều được làm bằng vàng hồng 18K, tất cả tạo lên một vẻ rực rỡ cho chiếc máy này. Và đây cũng được là cây bán chạy nhất tại 18Carat vì thiết kế trên cây máy này rất trẻ trung và sang trọng. Cuối cùng chính là cây Virtu Signature S điểm vàng chanh, gần giống tương tự như hai cây máy trên. Trên cây máy này có một thiết kế theo mình được thấy là hòa quyện cả hai chiếc, đó là S thép và điểm vàng hồng. Sao mình lại nói như vậy thì mình xin được giải thích. Đó là trên cây máy này, đầu tiên viền thép không rỉ nhám giống cây thép kia, mặt lắp lưng cũng được làm bằng da bê màu đen. Tiếp theo là phần các phím bấm cũng như là các chi tiết đinh ốc khóa bán nguyệt trên cây này cũng được là mix giống như cây điểm vàng hồng, nhưng vàng trên cây điểm vàng chanh này là vàng chanh chứ không phải là vàng hồng nữa. Theo mình, cây máy này mang một thiết kế rất là cổ điển, kết hợp với đơn giản lẫn một chút màu làm cảm giác cũng rất rỉ và này nọ. Nó cũng vừa phải và cũng không quá phô trương. Nếu người nào thích một chút cổ điển thì cái cây máy này rất là phù hợp với họ. Và giá bán cây máy này cũng phải chăng khoảng hơn 140 triệu. Rồi, tổng kết lại video, mình muốn giới thiệu cho các anh em ba cây máy này. Cái đầu tiên là Virtu Signature S thép, thiết kế cơ bản, đơn giản, mạnh mẽ, giá thành cũng cơ bản. Giá thành cao cao hơn một chút thì là cây thứ hai, đó là Virtu Signature S điểm vàng hồng, thiết kế trẻ trung, sang trọng và nổi bật. Tiếp theo là cây thứ ba là sự kết hợp giữa đơn giản và nổi bật. Trên cây máy này có phân khúc giá cũng ở giữa hai cây máy trên, thiết kế cổ điển, đơn giản và cũng không đơn giản một chút nào. Anh em nào đang quan tâm tới dòng điện thoại Virtu thì qua video này mình đã giới thiệu cho các anh em ba cây máy với có ba cái thiết kế khác nhau, giá thành cũng phải chăng và phù hợp với mọi sự yêu thích cá nhân. Anh em liên hệ tới số hotline 099 432 9999 hoặc qua trực tiếp showroom 99 Nguyễn Đình Chiểu, quận 2 Bà Trưng, Hà Nội để tham khảo giá bán cũng như là tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.